Dương sỉ, dương sỉ bạn ơi, các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây dương sỉ ạ? À, dương sỉ thì nó có rất là nhiều dòng nhé bạn nhé. Đây là hàng dương sỉ đứng này, kia là hàng dương sỉ xù này, còn cả hàng xương sỉ rủ nữa cả. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua nhé thì vui lòng alo ạ, 0977973535. Cái loại dương sỉ này là gọi là dương sỉ bầu bé ạ. Trồng ở trong cái bầu bầu 16 nhé bạn nhé. Đây, số 16 đây. Bầu 16 nhân với 14. Đấy. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua thì vui lòng alo ạ. Chiều cao của cái cây dương sỉ là 1 2 được khoảng tầm 35 38 cm. Số lượng thì nhiều ạ. 0977973535 bạn ơi. Đấy. Mình núp riêng ra để cho các bạn nhìn thấy cái chiều rộng của cái bầu dương sỉ ạ.